Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một bảng kế hoạch dạy học theo tuần một cách tự động. Ở đây thì có một số cái tự động như sau. Ở đây là mình có số tuần. Và khi mình thay đổi số tuần này thì ngày tháng ở đây. Ngày tháng ở đây. Và các ngày tháng từ thứ 2 đến thứ 6 này cũng thay đổi theo. Đây mình sẽ demo cho các bạn xem nhé. Đây, mình sẽ có một cái nút bấm ở đây. Ví dụ, đang là tuần 6, mình sang tuần 5. Sẽ từ ngày mùng 2 tháng 10 đến ngày mùng 6 tháng 10. Mình sẽ kiểm tra lịch luôn nhé. Từ ngày mùng 2 tháng 10, đây tháng 10 đây. Mùng 2 tháng 10 là thứ 2. Và đến mùng 6 tháng 10 là thứ 6. Rồi. Mình có thể gõ trực tiếp số ở đây. Ví dụ tuần 1. Tuần 1 của chúng ta sẽ từ ngày 4 tháng 9 đến ngày 8 tháng 9. Thì có thứ 2 là ngày 4 tháng 9 này. Thứ 3 mùng 5 tháng 9. Thứ 4 mùng 6 tháng 9. Và đến thứ 6 là mùng 8 tháng 9. Tiếp tục sang tuần 2. Thì ngày đây sẽ là ngày 11 đến ngày 15. Và ngày ở đây sẽ nhảy từ ngày 11 đến ngày 15. Thì cụ thể các bước làm như sau. Đầu tiên là chúng ta ở phần cột dòng số 2 này. Ở trang này thì chúng ta sẽ để là kế hoạch dạy học. Ở bên này thì chúng ta sẽ điền là số. Để hiện được chữ tuần ở trên đây thì các bạn ấn chuột phải vào ô này. Chúng ta sẽ chuyển đến mục format cell. Mình sẽ zoom lên nhé. Đó. Format cell. Các bạn ấn vào sau format cell. Ở đây thì các bạn hãy gõ cho mình chữ mở ngoặc kép tuần, đóng ngoặc kép và điền số 0. Đây mình sẽ zoom lên. Đó. Các bạn gõ nguyên chữ này vào. Thì cái chữ tuần này đây nó sẽ luôn được thể hiện trước cái số của chúng ta. Số 0 này sẽ đại diện cho chúng ta là các số tuần. Ok. Như vậy là chúng ta đã thể hiện được chữ tuần ở đây. Bây giờ mình điền số 3 vào. Đấy thì nó sẽ tự thể hiện chữ tuần ở đây. Tiếp theo đó là cái ngày tháng này. Thì làm sao mà nó nhảy được? Đầu tiên thì là về cái chúng ta cần phải xác định được cái tuần đầu tiên là tuần 1 là sẽ bắt đầu từ ngày mùng 4 tháng 9. Đúng không? Thì chúng ta sẽ phải đặt đây là ngày mùng 4 tháng 9. Tiếp theo đến bên này sẽ là ngày bên này cộng thêm 4, tức là đây là ngày thứ 2. Đây là ngày cuối tuần là ngày thứ 6 thì sẽ cộng thêm 4. Và chúng ta sẽ xác định vào đây ngày đầu tiên sẽ là ngày mùng 9 tháng 4. Mình sẽ để vào đây là ngày mùng 9 tháng 4 nhé. Bây giờ mình sẽ xóa hết các dữ liệu đi này. Rồi. Ở đây mình sẽ điền một ô là ngày mùng 9 tháng 4 vào đây. À mà ngày mùng... Xin lỗi các bạn nhé. Ngày mùng 4 tháng 9 chứ. Năm 2023. Rồi. Và mình có cái tuần đầu tiên. Sẽ là tuần này. Đó. Còn làm sao để hiện chữ từ ngày thì cũng tương tự này. Các bạn ấn vào chuột phải vào chọn format cell. Trong cái ô format cell này thì chúng ta sẽ gõ như sau. Đây, chúng ta sẽ gõ là mở ngoặc kép từ ngày, đóng ngoặc kép DDMMIII. DD là viết tắt của chữ ngày. MM là viết tắt của chữ tháng và II là viết tắt của năm. Các bạn hãy gõ nguyên cái cú pháp này vào. Ok. Thì tuần đầu tiên là ngày mùng 4 tháng 9 mà chúng ta muốn sang tuần thứ 2. Cái này nó sẽ tự động nhảy lên thì cứ mỗi tuần là cách nhau 7 ngày. Thì ở đây chúng ta sẽ bằng như này. D3 là số ngày đây, chúng ta sẽ cộng với 7. Đúng không? 7 và chúng ta sẽ nhân với số tuần ở đây. Số tuần ở đây sẽ bằng trừ đi 1. Bởi vì tuần đầu tiên là chúng ta đã không tính rồi. Đây, mình sẽ đóng bằng ngoặc trừ đi 1. Ok, công thức rất đơn giản thôi. Đó. Như vậy là tuần 1 sẽ là ngày mùng 4 tháng 9. Tuần 2 sẽ sau tuần 1 7 ngày. Và tuần 3 sẽ tiếp tục cộng lên bằng công thức này thôi. Sang bên này thì đơn giản hơn nhiều. Và chúng ta chỉ lấy bằng cái công thức ở cột E3 này. Và chúng ta cộng thêm 4. Bên này cái cú pháp đến ngày nhé. Thì các bạn hãy
hãy chuột phải vào format cell tương tự như kia, và chúng ta sẽ gõ chữ đến ngày dd gạch chéo mm ii. Nếu mà các bạn không dùng chữ gạch chéo thì các bạn có thể thay ở đây bằng dấu chấm chẳng hạn. Đấy. Đấy, dấu chấm. Ví dụ thế, đây dấu chấm này. Bên phiên này là nó sẽ hiển thị trước kết quả cho chúng ta. Rồi, mình sẽ undo lại về dấu gạch chéo nhé. Ok, như vậy là chúng ta đã xong được phần này và phần này. Bây giờ thì để cái này không in ra thì các bạn hãy vào phần home và cho nó chữ thành màu trắng. Rồi, để khi chúng ta in thì nó không hiện ô này lên. Hoặc là các bạn cho cái ô này nó ra ngoài cái bảng in bên này. Hoặc là cho ở đây thì lúc trước thì mình đang để ở hàng số 1 thì nó cũng không vào phạm vi in của chúng ta. Tiếp theo thì để các thứ và ngày này nó nhảy theo cái này thì các bạn làm như sau. Về thứ hai, thứ hai là chính là sẽ bằng kết quả của ngày 18 tháng 9 này. Thì các bạn hãy điền một hàm vào như sau. Đó là 2 mở ngoặc cha mở ngoặc 10. Mình sẽ zoom lên nhé. Cái cha 10 này mặc định của nó là để cho cái thứ hai này nó xuống dòng xong rồi đến ngày tháng. Đó. Và ở đây tách. Tách là sao? Tách là nó là thể hiện được ở số E3. E3 nó chính là cái ngày này. D trên M tức là ngày trên tháng. Rồi, các bạn chỉ cần gõ nguyên cái cú pháp câu này vào cho mình là xong. Sang thứ ba thì tương tự như thứ hai thì chúng ta sẽ điền thứ ba vào. Còn đâu cái tách của ngày thứ 3 thì sẽ là bằng cái ô E3 này cộng thêm 1. Tương tự như vậy. Thứ 4 và điền chữ 4 và ô E3 cộng 2. Lần lượt đến thứ 5 và thứ 6. Nếu mà video này mình quay nhanh ấy thì trong các bước các bạn có thể vừa xem vừa tạm dừng lại để có thể làm cái bảng tính của mình được rõ ràng hơn. Như vậy là chúng ta đã hoàn thiện xong cái bảng mà khi điền số tuần vào đây nó sẽ tự nhảy các số liệu này. Còn làm sao để lấy được một cái mũi tên lên xuống vào đây cho tiện thì các bạn làm như sau. Các bạn đưa chuột vào cái hàng chữ ở trên này có Excel, hàng chữ File Home Insert này, bất kỳ chữ nào cũng được. Các bạn ấn chuột phải vào, sau đó các bạn chọn vào cái mục ở giữa này, Customize the Ribbon, ấn vào. Ở đây thì có một cái thẻ developer đang bị chưa đánh dấu tích thì các bạn tích vào đây. Sau đó chúng ta ấn OK. Khi đó thì trên cái thanh công cụ này nó sẽ hiện thêm một cái thẻ developer. Các bạn ấn vào mục này. Tiếp tục chúng ta vào Insert. Đây, các bạn chọn vào mục này. Spin Button. Đó. Và chúng ta sẽ kéo chuột để vẽ ra một cái nút. Đây, ví dụ mình sẽ vẽ ở đây. Ở cái nút này thì các bạn hãy chuột phải vào. Chọn Format Control. Ở đây thì chúng ta cần phải lưu ý một số điều sau. Thứ nhất là giá trị nhỏ nhất. Thì của mình là tuần đều là số dương. Vì vậy mình sẽ để là số 1. Maximum. Tức là cái giá trị lớn nhất mà cái nút này có thể chạy đến thì thông thường thì một năm học của chúng ta thì có khoảng dưới 40 tuần. Thì mình sẽ để là maximum là 40 ở đây. Và bước nhảy khi chúng ta click vào nó sẽ là một đơn vị. Tức là 1, 2, 3, 4. Nếu mà các bạn điền số 2 thì nó sẽ nhảy là 1, 3, 5, 7. Đó. Chúng ta sẽ để là 1. Cái selling này. Selling này thì các bạn ấn vào mũi tên này. Và ấn vào cái ô cần thay đổi. Đây là tuần 4 của mình nhé. Đấy, ô H2. Sau đó các bạn ấn Enter. Và chọn OK. Nếu mà chúng ta không muốn thể hiện cái nút bấm dưới dạng 3D này thì chúng ta bỏ cái dấu tích này đi. Thì nó sẽ hiện 2D. Đó. OK, đây là nút dấu tích 2D. Đó, khi chúng ta ấn vào đây thì số tuần nó sẽ tự động nhảy. OK, bây giờ chúng ta sẽ phải cho cái nút này ra khỏi cái khu vực in ấn. Nếu không thì khi các bạn chọn in này, thì nó sẽ có một cái nút ở đây. Rất là xấu. Vì vậy chúng ta sẽ
ấn chuột phải vào. Sau đó khi con chuột nó hiện ra cái biểu tượng hình di chuyển này thì chúng ta sẽ kéo nó ra bên cạnh của bảng tính và tinh chỉnh lại. Đó, như vậy là chúng ta đã có một cái nút để tăng giảm. Nếu mà muốn xóa nó đi thì các bạn chuột phải vào chọn cắt nhé. Rồi, ok. Như vậy là chúng ta đã làm được xong một bảng tính mà khi ấn vào mũi tên này nó sẽ tự động nhảy ngày tháng, nhảy số tuần. Trong cái video phần 2 thì mình sẽ chia sẻ với các bạn là khi chúng ta ấn vào đây số tuần thì tự động tên bài dạy, tên môn học thì thông thường sẽ mình sẽ là cố định rồi trong một học kỳ. Còn tên bài dạy này khi chúng ta ấn vào cái phím mũi tên lên xuống này thì nó sẽ tự động nhảy theo tuần, và các bạn chỉ phải làm một lần duy nhất, chúng ta có thể sử dụng cho cả năm học. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video phần 2.